Ok, xin chào tất cả các anh em yêu cassette. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người cách kết nối line in của con đài cassette đâu nhỉ? Tên của nó ở đâu nhỉ? Để tìm xem nào. Hình như đằng trước này không có. À đây đây. GF329. Đấy, nếu nhà anh em nào có con này thì nó trông như này. Đấy, tôi vừa tháo ra hết rồi. Thì sau khi tôi dò xong tôi mới chia sẻ với anh em, chứ mất công vừa dò vừa quay phim nó hơi mất công. Ở đây tôi sẽ đấu qua cái board equalizer này, cái board equalizer này. Bất kể một cái đài nào cũng như vậy, anh em có thể kết nối vào cái board equalizer. Một là như vậy, hai là anh em có thể kết nối qua cái đường radio. Nếu radio có cái đường rời như này ấy, thì nó đấu rất là dễ. Còn nếu không có đường rời, anh em lại phải ngắt cái đường IC của nó rồi đấu vào đường IC. Cái điều này thì nó hơi phức tạp so với một số anh em mà không chuyên nghiệp. Thì nếu bác nào không chuyên nghiệp thì tìm cách đấu những cái mảng dây như này này. Chúng ta cắt ra rồi chúng ta đấu chen cái này vào, chen cái đường line in này vào thì nó dễ hơn này. Đấy. Thì lúc ấy nó sẽ không ảnh hưởng đến bo mạch, hàn hiếc thì nó cũng đỡ, kể cả chúng ta không có một hàn chúng ta vẫn làm được. Chúng ta chỉ có hàn cái chỗ này thôi. Tuy nhiên thì nếu bí quá chúng ta dùng dây quấn vào cũng được, nếu anh em nào ngại mua một hàn chẳng hạn. Đấy, đấy là cách tối ưu nhất, tại vì dây này chúng ta có thể quấn vào nhưng mà đảm bảo phải lấy băng dính hay là cái gì đó để chống chống nó chập vào nhau. Đó. Đấy là cách nối equalizer. Thì ở đây là con đài sáp GF329 thì nó sẽ đấu vào cái dây này. Để tôi xem là dây nó đây. Nó là hai cái dây ngoài này các bác ạ. Dây có dây trắng này với lại cái dây bên cạnh dây trắng. Tức là nếu mà cái board equalizer nó ở như vậy ấy, thì chúng ta sẽ đấu vào cái hai cái dây bên phải nhất đây. Chính là dây trắng. Đấy, dây trắng và dây bên cạnh của nó này. Chúng ta cắt ra. Cắt ra thì chúng ta đấu vào đầu nào có hai cực, đây là cái đường in, đường in tức là đường vào âm thanh vào cái bo này thì chúng ta mới chỉnh được âm sắc ở đây. Còn nếu anh em đấu vào đường ra thì cũng được nhưng mà nó lại không chỉnh được volume, tất cả cái bo này coi như bỏ đi, coi như không hoạt động đối với cái đường mà chúng ta đấu. Thì bây giờ anh em sẽ đấu đường này nhá, đường này thì nó sẽ là đường in, đường in của âm thanh. Còn hai cái đường còn lại này, hai đường chúng ta đã cắt ra này, chúng ta sẽ làm cái công tắc, chúng ta ngắt để nó sẽ cho cái công tắc đây. Đây, cái công tắc 6 chân. Nếu chúng ta có công tắc nhiều chân hơn nữa thì anh em nên làm những cái phức tạp hơn thì nó sẽ được ý muốn của chúng ta hơn. Nhưng mà thôi, làm phức tạp quá thì dành cho dân chuyên nghiệp mất rồi. Thì chúng ta chỉ cần cái công tắc như vậy. Nếu anh em nào không cần công tắc, chứ muốn đấu thẳng luôn thì cũng được, chẳng qua là đến lúc nó cả đường line in, cả đường radio, cả đường băng cassette này nó hát hò, nó nói lẫn nhau thì nghe buồn cười lắm. Cho nên chúng ta bắt buộc phải qua cái công tắc như vậy để ngắt ngắt đường radio và đường băng cassette khi chúng ta nghe line in, và chúng ta gạt sang là một chế độ còn lại là ngắt đường line in và nghe một trong hai cái kia. Như vậy chúng ta sẽ tận dụng được cả cassette, cả radio và line in. Chỉ việc gạt cái này thôi. 6 chân thì bây giờ nguyên tắc của cái này nó hoạt động như sau. Đây là cái tôi viết chỉ cho các bác dễ. Hai cái chân giữa này này nó luôn luôn kết nối. Khi các bác gạt công tắc sang bên phải thì hai cái chân giữa này nó sẽ nối với hai cái chấu bên phải, hai cái pin, hai cái chân bên phải. Khi các bác gạt công tắc sang bên trái thì tương tương tự như vậy, hai cái chân bên trái nó sẽ nối cực với nhau. Vì vậy bây giờ chúng ta sẽ đấu đường như thế này.
Thì bây giờ tôi sẽ thị phạm cho các bác luôn. Còn bố trí như nào thì tùy các bác nhé, tùy mỗi người bố trí, chúng ta có thể khoan cắt ở đằng sau. Tôi chỉ cho các bác cái bước đầu nối thôi. Đấy, nếu anh em nào mà có con đài mà nó khác chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể đấu vào cái bo equalizer. Ví dụ như của Sony chẳng hạn, Sony nó rất dễ hơn Sharp, nó ghi RL các kiểu đây đầy đủ hết này. À đây đây, quên cho anh em xem qua con tụ nữa, chúng ta nên cho qua một con tụ. Con tụ khoảng 100 microfarad để cản một số đường âm thanh, ví dụ như là cái đường line in nó có vấn đề, nó to quá chẳng hạn, thì chúng ta nên để cho qua con tụ như vậy. Các bác nên để 100 mi nhé, 100 microfarad này, 100 UF này. Đấy. Thì các bác đấu như vậy thì nó sẽ bảo đảm được cái âm thanh, không sợ là bên ngoài mở to quá nó làm hỏng cái thiết bị của chúng ta. Để nếu như các bác dùng cái chỉ số nó thấp quá ấy, thì nghe nó chỉ có chép thôi, nó bị mất trống, mất bát. Còn cao quá thì lại nó lại gần như là nó không cảm được âm thanh khi chúng ta mở to quá, 100 hoặc là 50, 60 trở lên. Đấy, đại khái là nó như vậy. Thì chúng ta sẽ đấu ở đây. Bây giờ tôi sẽ làm nhé. Chúng ta được hai cái đường này, nối vào hai cái đường này, đường ngoài của cái jack audio. Còn cái đường giữa này thì nữa các bác có thể câu vào cái đường mát của cái đài, có thể đấu vào cái sắt của cái cassette này này. Đây tôi đang đấu tạm ở đây. Ok. Tôi sẽ đấu vào đây đó nha. Hai đường giữa này tôi sẽ đấu vào đường in ở đây, đường vào bo mạch này. Ok, hai cái đường này tôi sẽ đấu vào hai cái đường in của bo mạch ở đây. Ok, giờ hai cái đường còn lại của công tắc, hai đường còn lại này, đây, đường này và đường này, tôi sẽ đấu vào hai cái đường này, hai đường loại tôi cắt ra, hai đường này chính là đường ra của âm thanh băng cassette và radio. Ok, hai cái dây này tôi sẽ nối vào hai cái cực còn lại của công tắc. Đây chính là hai cái vết hàn, tôi vừa hàn xong này. Đấy. Thì bây giờ hai cái đầu còn lại tôi sẽ nối với hai cái đầu cắt ở đây. Đấy.
Ok, bây giờ sẽ thu vào đây thôi. Chắc càng hơn nữa thì các bạn có thể hàn thiếc ở đây. Nhà cũng không cần thiết lắm, nếu các bạn vẫn chắc chắn thì chỉ sợ trong quá trình sử dụng bạn nhỡ tay bạn giật nó ra thì tuột ra thôi. Cái này chúng ta không động vào thì nó thoải mái. Ok. Đó. Bây giờ tôi đã hoàn thiện, gần như là hoàn thiện. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả lại một lần nữa cho các bạn hiểu. Sách đấu nối, có thể một số bạn chưa hiểu. Bây giờ tôi mô tả lại này. Hai cái đường line in này. Thực ra là có ba đường nhưng mà chúng ta chỉ chủ yếu là chú ý đến hai đường thôi. Vì một đường chúng ta đấu vào mat này. Mat này thì các bạn có thể tìm mat nào đó ở trên trên nguồn bo này chúng ta đấu vào cũng được, hay là trên mạch này chúng ta đấu cũng được. Kiểu gì nó cũng đường mat ở đây. Tôi nghĩ chắc là cái đường này. Ok. Đây chính là cái cực JND, chính là cực mát này. Thì chúng ta sẽ đấu cái dây dây còn lại của cái đường này. Đây, dây ở giữa này. Chính là cái dây giữa này. Đó, này. Đây, dây này. Chúng ta sẽ đấu vào cái chỗ này. Cho nó gần nhau. Hoặc là nối vào cái dây dây này. Cái mép ngoài này. Đấy. Ok, tôi cắt sẵn đây, tôi nối vào đây luôn nhé. Đây, tôi sẽ nối trực tiếp vào đây luôn. Đây chính là hai cái đường cũ của nó này. Đấy, tôi cắt ra này. Đấu đường JND vào đây luôn nhé. Nếu các bác có thể thấy chỗ nào tiện hơn thì chúng ta đấu cũng được. Đây, chính là cái đường này. Ok, hai cái đường còn lại chúng ta sẽ đấu vào hai đây, công tắc nó có 3 phần. 3 phần của 6 chân nhá, tôi nói 3 phần cho nó dễ hiểu này. Phần thứ nhất, phần thứ hai, phần thứ ba. Các bạn sẽ đấu đường line in vào hai cái chân bên này, phần 1 này. Còn hai cái đường giữa này, các bạn đấu vào hai cái đường mà bị cắt ra nhưng mà nối với bo mạch. Là nối vào bo equalizer này. Hai đường còn lại chúng ta cũng đấu vào cái đường cắt ra nhưng mà nối vào cái đây là nối vào bo công suất. Ok, thực ra là nó từ đây ra này, âm thanh từ đây ra ra đến đây thì nếu các bạn để bên trái thì âm thanh nó sẽ qua đây vào bo công suất, tức là dùng radio và cassette. Còn khi các bạn gạt sang bên này thì âm thanh nó sẽ từ đây vào đây và qua đây và vào bo công suất, tức là ngắt đường bên này. Ok, thì lúc này chúng ta sẽ nghe lại in. Đấy, cái chức năng công tắc hai hai chế độ này nó chỉ như vậy thôi. Ok, vậy là xong, gần như là xong. Bây giờ tôi sẽ test cho các bạn nhé. Nhấc cái này ra. Rồi. Ok. Bây giờ tôi sẽ test thử máy in trước nhé. Nếu chúng ta gạt sang radio. Bây giờ là đang ở radio nhé. Đấy. À, tôi vừa ngắt radio, tôi sẽ test đường line in ở đây. Tôi sẽ mở cái này nha. Đây tháp 10 phương Nam tôi thân yêu, sông lúa vờn vờn trong ánh nắng chiều. Radio này.
lại in này. Các bác ngắt ở đây thì các bác muốn nghe cassette các bác phải gạt sang cái đường mà nó có thể chạy được radio, ví dụ radio đang chạy này. Đấy, thì các bác mở cassette bình thường nhé, có thể mở cassette ở đây. Nếu các bác gạt ở đây là không thể nghe cassette được. Ok. Đấy. Đấy, nếu muốn như vậy thì các bác lại phải bấm play nếu đang ở chế độ cassette. Các bác gạt sang chế độ radio thì không phải bấm play nữa. Âm thanh rất tốt. Nhược điểm của cái cách này là chúng ta không thể thu âm ghi mới ghi vào băng, tại vì cho nó qua equalizer rồi thì không thể ghi vào băng được. Đấy, equalizer hoạt động tốt này. Volume. Tấm bát. Ok, và bây giờ chúng ta chỉ cần bố trí hai cái công tắc và cái trụ cắm này ra đằng sau hợp lý nữa là ok. Điện hóa thân rất là đẹp trong cái bức ảnh đó đâu mà cũng xem video clip, chúc các bác thành công.